Xin chào tất cả các bạn, tôi bắt đầu lại Yolo. Và hôm nay lại là một video Amnesia The Dark Descent khác nữa. Như các bạn cũng đã biết ở video trước thì chúng ta vừa mới thoát khỏi cái vụ nổ hay con quái vật gì đó. Và hôm nay chúng ta đã trở lại căn phòng cũ, là cái chỗ này. Ủa cái gì? Ok, ở dưới đây mà không biết là gì nhưng mà mình sẽ nhặt cái... Ôi hết dầu chó chết. Trời đất ơi. Lượm cái này và nhặt tờ giấy này. Ủa, có gì xảy ra rồi? Ôi lại chúa. Ôi trời đất ơi. Ok, chúng ta lại đi sang cái chỗ khác. Đây là một cảnh khác. 18th of August, 1839. Tonight, you will unlock the power of the orb and ultimately banish the shadow hunting me. I feel it closing in on me, and I fear for my life more than ever. Just outside Oldstadt lies a small settlement where Zimmerman, a dairy farmer, lives with his wife and his three children. Okay, đây là trong quá khứ và... The coach went there. Our visit was unexpected, and Alexander was able to strike Zimmerman down without alerting the others. Và thằng này đang phụ Alexander giết người. He went to take care of the farmhands. I began to look for the children. Cái này chắc là mấy cái xác mà mình thấy trong cái... We should have more than enough prisoners to finish the ritual now. Trong cái nhà để thì cái mục đích của cái đống xác đó là để hoàn thành một cái nghi lễ nào đó mà thằng này đang nói. Thì hồi trước mình thấy cái mấy cái xác đó thì cái lúc đó video nó cũng nói về cái nghi lễ này rồi, nhưng mà lúc đó thì mình vẫn chưa biết là cái gì. Nhưng mà dù sao thì chúng ta đã trở lại căn phòng cũ. Và cái này có gì dưới không? Ok, sao không được. Chúng ta sẽ cùng đi qua cửa này. Ôi trời đất ơi. Và ok, sao cũng được. Trời đất ơi. Trong đây bí đường rồi. Ngoài đây còn cái cửa này thôi. Ok. Cúi xuống. Mở ra nhanh. Trời đất ơi, dầu của mình nó sắp hết rồi. Hồi đó mình có cắm mấy cái đuôi ở cầu thang này mà giờ nó bị rút hết rồi. Chó chết cái bọn này. Dù sao thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chạy xuống đó và xem coi có gì dưới đó nữa. Mình hy vọng là thằng tù nhân nó còn sống, bởi vì nó nói là sẽ giúp mình đối đầu với Alexander. Cho nên là đi nhanh lên. Ê, bên đây cái cửa này nó mở rồi nè. Ok, đây là phòng thí nghiệm mà cái hồi đó là cái cửa này nó bị chặn. Giờ sao thì chúng ta sẽ cùng xem trong đây có gì. Hộp môi lửa nè. Ok, và mấy cái thứ này là gì? Không gì hết hả? Cái trong đây mở được. Ok, mấy cái này không biết để làm chi. Ok, sao không được, mình sẽ đi ra cái chỗ của thằng quỷ đó trước xem coi có gì. Bởi vì nếu mà mở cho mình nguyên một căn phòng mới mà chỉ để mình lấy cái... I thought I lost you. The castle trembled and I could hear the chancel collapse. The laboratory might be accessible now. À đúng rồi, thằng này nó nói là cần một cái thuốc gì đó để cứu nó. Và mình nghĩ là cái phòng thí nghiệm ở trên là để dùng để chế tạo cái thuốc đó. Dù sao thì mình sẽ xem coi bên đây có gì. Từ từ, lấy cái cục này đó. Và mình sẽ xem bên đây có gì. Cái cửa này không mở được, mình không biết cái cửa đó để làm gì. Cái khu vực này cũng là... Cái gì vậy? Khu vực này cũng là cái mới. Dù sao thì chúng ta kiếm được một cái cưa để cưa xương. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lên lại cái phòng thí nghiệm kia và chế tạo ra cái thuốc để cứu thằng này. Lên đây nha.
để coi mình có gì. Có cục xương, có lọ máu và có cái cục độc này. Nếu mà mình có cái lọ máu thì chỉ cái lọ máu chỉ để lên đây được thôi phải không? Chỉ có này thôi. Ok, chúng ta sẽ cùng nấu nó và bây giờ chúng ta có được một cái lọ thuốc chưa hoàn chỉnh. Dù sao thì tiếp theo là bây giờ thì mình còn được cái túi độc và cái cục xương, mình sẽ bỏ từ từ vào hai cái này. Ok, vậy bỏ cục độc này đây và để phần này xuống dưới đây. Mình nghĩ là mình vừa mới đạp đến ghế, dù sao thì là khủng khiếp. Mình sẽ xoay cái cần này. Ok, phải đặt cái này xuống dưới đó chứ, hồi nãy mình đặt nó không cho. Nãy mình rõ ràng mình đặt là nó không cho mà. Ok, mình sẽ thử đặt cái khúc xương trước. Này không được không? Ok, mình sẽ thử làm kiểu này trước nè. Mình sẽ bỏ cục xương vào đây trước rồi để xem coi cái này có xài được hay không. Và chúng ta sẽ đóng cái này lại. Sau đó thì nó sẽ chảy ra đây, thì mình sẽ đặt cái hũ này ở dưới đây. Và chúng ta sẽ cùng bỏ cái này đây. Khủng khiếp. Gạt cái cần này xuống. Và như vậy thì chúng ta sẽ có được một lọ thuốc gần như hoàn chỉnh. Bây giờ thì mình sẽ bỏ cái này xuống dưới đây. Hả? Rõ ràng là mình vẫn không bỏ được. Ôi mẹ kiếp. Cái này có... Ôi giờ thì được rồi. Trời đất ơi. Ok. Và chúng ta có được lọ thuốc hoàn chỉnh rồi. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới kia và cứu thằng đó. Cái gì cũng được, nhanh lên. Now, pay attention. First, feed me the tonic, and then use the saw to remove my head. As the tonic begins to work, you'll be able to cut off my head without taking my life. Then, take my head and bring it with you. As you enter the gate, Alexander is opening into inner sanctum. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng cái này. Sau đó thì mình sẽ sử dụng cái cưa xương đó để cắt cái đầu của nó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nhặt cái đầu và đi vào cái sảnh sau. Mình nghĩ là bây giờ thì chúng ta cũng có thể đi qua được cái cửa điện rồi, bởi vì mình nghĩ là bây giờ mình đã kiếm hết đủ mấy cái mảnh của trái ọp và việc còn lại chỉ là nhập tụi nó. Sao không được, nhanh lên. Ok, nhưng mà như nãy mình đã nói thì việc còn lại mình nghĩ chỉ còn là nhập mấy cái mảnh của trái ọp lại và đi qua cái hành lang có điện. Dù sao thì chúng ta sẽ cùng đi lên và đi vào cái hành lang có bốn cửa. Và mình hy vọng là lần này không có con quái vật nào ở đây để phục kích mình nữa. Dù sao thì theo mình nhớ cái cửa nó sẽ... Cái gì? Theo mình nhớ là cái cửa... Mẹ kiếp. Ok, theo mình nhớ thì cái hành lang nó ở chỗ này. Nhanh lên. Ok, đóng cửa lại. Phòng khi có con nào chạy vô nữa. Và trái hộp thì mình sẽ để ở đây. Nó nói là mình phải cần cái gì đó để dính mấy cái phần của trái hộp này nữa. Và mình nghĩ là mình biết đó là cái gì. Ok. Tuyệt vời. Bây giờ thì chúng ta có thể đi qua được rồi chứ hả? Đợi tí xíu.
Machinery là cái nào? Ok, bây giờ thì mình vẫn chưa đi qua được cái đường hầm này, mà chúng ta sẽ phải làm cái gì đó với cái máy nào đó nữa. Và bởi vì trong đây không còn nào hết, cho nên chúng ta sẽ cùng đi qua và khám phá hai hành lang còn lại để xem coi có cái máy nào trong đó hay không. Dù sao thì cẩn thận chỗ này tí xíu, đi qua cái là bị nó đập. Ok, cửa này không đi được nữa rồi, cho nên mình sẽ đi qua cái hành lang còn lại là bên kia. Sợ mấy cục đó quá sức đi cho nó ghê. À, dù sao thì đóng cửa lại trước. À ha, là xem coi trong đây có gì. Cái gì? Trời đất ơi, tự nhiên nó nhảy lên một đứng lên. What is it like? Ok. Và mấy cái tờ giấy đó thì mình nghĩ là bây giờ mình cũng sẽ bỏ hết qua luôn. Và chúng ta sẽ cùng mình sẽ lên mạng và kiếm cái cốt truyện này một cách hoàn chỉnh để nói luôn cho các bạn, chứ không cần phải đọc lại mấy cái tờ giấy đó một công. Và mình nghĩ là cũng không có gì giúp ích cho mình nữa. Dù sao thì ở đây có một cái máy nè, nhưng mà mình không thấy cái cần để gì hết. Được rồi, mình sẽ thử phá mấy cái bánh răng này coi làm sao. Lấy cái nào bự hơn. Gọi cục này không được. Mình cần có cái gì đó bự để ném vào cái chỗ này. Thử cái búa này coi. Ok, mình sẽ cần cái thứ bự hơn. Mình sẽ đi lên đây và xem coi còn nào để sử dụng được trong phòng này hay không. Nãy mình cầm được cái lọ này, cái hộp này. Sẽ đi xuống đây và... Ôi mày, kiếp hết dầu nữa rồi. Thầy chúa tôi. Ôi, mình sẽ cần một cái khác cứng hơn và bự hơn. Hết dầu lúc nào không hết, hết vào lúc này. Ôi trời đất ơi, thật là phí phạm. Trong đây không có lọ dầu nào hết luôn. Cái này lấy được nè. Chúng ta sẽ cùng đi xuống và ném cái này vào bánh răng xem coi được hay không. Đâu cầm mấy cái vật nặng là mình không có chạy được. Ok, này mới biết. Rồi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến đó và đi qua đường kia. Có cái tiếng gì? Con dân. Trời đất ơi, trời đất ơi, hết đường để chạy rồi. Mấy cục ghẻ nữa. Chạy đi. Không chạy qua được. Được rồi, thì mình nghĩ cái chỗ đó cũng phải chết thôi, bởi vì cái đường kia là ngõ cụt, làm sao mình có thể làm gì được. Cho nên là coi như chết cái đó cũng đáng. Dù sao thì chúng ta đã trở lại phòng máy và mình sẽ đi đến kia và đi qua cái hành lang Ôi đó nữa. Ôi trời đất ơi. Chạy đi. Hồi nãy mình đi bên trái, vậy là bây giờ mình sẽ giúp chúng ta sẽ rẽ trái. Nhanh lên. Ôi trời đất ơi. Ôi trời đất ơi. Nhanh lên. Được rồi, giờ cẩn thận lại tí. Mình sẽ đợi cho thằng kia đi chỗ khác rồi chúng ta sẽ cùng đi, chứ không có lên sớm như vậy được. Ok, mình ở lại cái phòng này rồi. Và mình không có nhớ là mình đang ở chỗ nào nữa. Bên đường lên đây bị cục, vậy là chúng ta sẽ đi thẳng. Ok. Ủa không. Vậy là... cái hồi nãy là đúng rồi, tự nhiên còn đi ngược lại. Ok. Đây là cái hành lang điện hồi nãy, và bây giờ thì cái hàng rào điện cũng giống như là cái hàng rào bảo vệ ma thuật của nó đã bị đập. Cho nên là chúng ta có thể đi vào cái cửa cuối ở đằng kia. Cái gì nữa kìa. Nhanh. Thật đáng sợ. Dù sao thì chúng ta đã vào được thêm một khu vực mới, và bởi vì bây giờ mình hết dầu rồi cho nên chúng ta sẽ phải cẩn thận tí xíu.
thì có cần gì nên chúng nó sẽ gạt luôn. Và hai cửa ở hai bên sẽ được mở, chúng sẽ cùng qua cái cửa này trước. À, trong này có thể này. Bên đây còn gì không? Ồ, cái gì vậy? Ok, mình không biết cái đó là gì, nhưng mà chúng ta sẽ cùng qua đây và xem coi. Ôi, ôi trời đất ơi, cái gì? Mình không có biết mình vừa làm cái gì, nhưng mà chúng ta sẽ cùng khám phá cái phòng bên đây. À, hồi máu tí. Ok. À, bên đây cũng là cái tương tự. Và hai phòng này đâu có gì đâu hả? Vậy chúng ta sẽ cùng vào cái cửa cuối cùng ở đây. Cái gì? À, mình phải cần kiếm cái gì đó để mở cái cửa này, nhưng mà đâu có gì để làm đâu hả? Ở đây chỉ có hai cái nhảm dí này thôi, và mình không biết là tụi nó dùng để làm gì. Mình mới bị gì rồi. Đi lên, đứng dậy. Đụng cái đó là cái mức điên của mình nó sẽ tăng lên hay sao đó, cho nên là mình cũng không biết. Dù sao thì chúng ta sẽ cùng quay ra đây. Và tức liên tục vào cái bên kia, xem coi có gì xảy ra hay không. Ok, ở dưới đây có gì nè. Nhầm. Bởi vì trong phòng này chỉ có hai đó để làm thôi. Ngoài ra thì còn hai biểu tượng ở đằng sau nữa, mình không biết là cái gì. Cho nên là cũng không. Ở ngoài kia còn có cái cần. Để tí nữa mình ra đó và lật lại cần xem có gì xảy ra hay không. Dù sao thì chúng ta sẽ cùng đi ra đây. Và cái cửa vẫn chưa được mở, xem coi đằng sau này có cần nào hay không. Không mở được, còn mấy kia thì sao? Ok, cũng không có gì luôn. Không có gì để làm hết hả? Cái đó không có. Machine. Không phải. Thì cũng hả? Ok, mình không biết làm sao để mở cửa này, nhưng mà chúng ta sẽ cùng thử lại mấy căn phòng này một lần nữa. Được rồi. Đụng vào cái này. Và xem cái này. Được rồi, không nên ở quá lâu và ở trong mấy cái phòng này, nếu không thì có cái đó nó sẽ xảy ra. Mình không biết cái đó là gì, nhưng mà cứ ở trong cái phòng đó lâu thì cái mức điên của mình sẽ tăng và cái màn hình nó sẽ lật nghiêng. Dù sao thì cái cửa này nó vẫn chưa mở. Chó chết. Không làm gì được luôn. Thiệt hả? Ok, mình sẽ thử lại với cái phòng bên đây. Thắp nến lên, thắp hết nến lên. Vô luôn. Này thì bên đây luôn. Nếu không chừng phải thắp hết nến lên thì nó mới có thể cho chúng ta qua. Ok, phòng này khá sáng rồi. Đứng lên trên cái chỗ này thì nó sẽ bị mất máu và cái mức điên sẽ đứng lên trên cái chỗ này thì cái mức điên nó sẽ tăng. Sao cũng được, chúng ta sẽ cùng đi qua phòng bên kia và thắp hết nến ở cái phòng đó lên, xem có gì xảy ra hay không. Từ, đừng đứng vào trong cái phòng đó. Đây một cái. Và đây cái nữa. Đây. Thắp cái chỗ này luôn. Này nữa. Còn bên đây ba cái. Hả?
giờ thì rõ hơn rồi. À, dù sao thì đụng vào cái đó không có ích gì hết hả? Cái này nó không có cái vệt đỏ như cái bên kia. Và đứng trong cái chỗ này thì cũng không bị gì hết. Ok, chúng ta sẽ cùng quay qua phòng bên kia và xem lại coi nó có khác gì cái chỗ này hay không. Phòng bên đây thì cái này đỏ và cái tường này thì không đỏ. Không biết làm sao. Mình nghĩ là chúng ta sẽ phải cần làm cái tường này đỏ hết ở hai bên. Không được, cái tường này nó vẫn không có đỏ. Ok, sao kỹ ta. Trời đất ơi, cái màn hình. Còn cái chỗ này thì đỏ. Thiệt luôn. Chó chết, được rồi, mình sẽ qua đó thêm một lần nữa xem coi có gì khác không. Và nếu mà lần này không được nữa thì để tiết kiệm thời gian mình sẽ linh hoạt và xem coi để vượt qua cái chỗ cuối này là cái gì. Mình nghĩ đây cũng là chỗ cuối rồi hả. Chúng ta đem theo cái đầu để đối mặt với thằng Alexander, cho nên cái game cũng không còn dài lắm. Vì vậy ăn gian chỗ này chắc cũng không có ảnh hưởng mấy hả. Dù sao thì cái này không làm được gì hết phải không? Còn cái chỗ này nếu mà đụng vô thì cái tường này màu đỏ này, bên kia nó không có màu đỏ, mình không biết làm sao. Cái này cũng không có xoay được. Cái này cũng không thay đổi gì hết. Ok, bây giờ đi ra ngoài cái cửa chính xem coi có gì thì thay đổi không. Nếu mà không có gì thì mình xin lỗi như các bạn, như là mình sẽ lên mạng rồi kiếm coi cái cách vượt qua cái chỗ này là như thế nào. Ok. Và nó vẫn chưa mở. Ok, mình sẽ lên mạng và kiếm một tí xíu và mình sẽ trở lại ngay sau đây. Và mình đã trở lại. Theo như mình đọc trên mạng thì tụi nó nói như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ phải qua cái phòng này. Và như các bạn thấy thì cái nến ở đây đã bị tắt rồi. Nhưng mà cái ý của mình ở đây là đầu tiên chúng ta sẽ phải thắp cái này lên. Và sau đó thì mình sẽ phải để cho cái này nó đâm mình. Và sau đó chúng ta sẽ đi qua cái cửa bên đây để cho cái này nó, cái nến này nó tắt. Và sau đó chúng ta sẽ phải thắp cái này nhanh lên. Cái này nó tắt nữa rồi. Mày kịp. Và chúng ta sẽ cùng đi qua cái cửa bên kia để làm tương tự, điều tương tự một lần nữa. Và như vậy thì cái cửa này nó sẽ mở. Đầu tiên là để cho cái này nó đâm mình. Và sau đó đi qua cửa mình, cái chỗ này. Và ok, không như mình giữ được. Ok, mình không biết là mình có làm sai gì hay không. Bởi vì được rồi, mình sẽ thử lại lần nữa để cho cái này đâm mình cái. Và sau đó đi qua anh đây, đứng trong cái phòng này thì cái nến nó sẽ tắt. Được rồi, cái phòng này đỏ rồi, chúng ta sẽ cùng đi quanh kia. Có lẽ là hồi nãy không nên thắp cái nến đó lên mà lại một lần nữa, mà nên đi thẳng quanh đây luôn. Dù sao thì ở đây mình sẽ làm điều tương tự, đó là để chỗ này đâm mình và đi vào cái phòng này. Ok, vẫn không có gì xảy ra, mình không biết tại sao. Không biết có làm sai chó gì không, mẹ kiếp. Qua bên kia một lần nữa. Game gì khổ quá, làm khó người chơi không. Nếu mà chỉ có bốn cái nút này thì đầu tiên để cái đây để... rồi đâm rồi 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 chưa vào đây. Nhanh lên. Rồi
Ok, chúng ta làm được rồi. Mình không biết là mình đã làm gì nhưng mà ok, mình nghĩ là hồi nãy chúng ta sẽ, lúc mà mình cái màn hình nó lật nghiêng gì á, thì lúc đó mình phải đi vào cái vòng đó để cho nó làm mình điên lên một tí xíu nữa, lúc đó thì cái cửa nó mới mở. Ok, giờ thì hiểu rồi. Thật là mất công, thật là phiền phức. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng đã vào được cái phòng của thằng Alexander ở trường. I see a Grimla convinced you to run some errands. Tell me, is everything nice and clear now? Am I the villain? Good and evil. Such comforting concepts, but hardly applicable. Are you so blind that you see no good in me or evil in Agrippa? Ok, bây giờ nó nói nhăn cổ gì đó. Ủa, cái gì? Và để coi là... Ok, mình đã hết nhiệm vụ rồi, cho nên mình sẽ thử làm gì đó với cây này. À, đẩy cái này đẩy được nè, phải không? Làm sao để đẩy cái này ta? Ôi mẹ kiếp. Cái này đẩy như thế nào? Cái trong cái game này nút đẩy làm sao? Làm gì được chứ giờ? Ôi trời đất ơi. Ok, nó nghiêng rồi. Này nó nghiêng không? Được rồi. Mày chết với ông. Mình sẽ đẩy hết. Why would I take such extreme measures to save your life? Cái này không đẩy được. Có thể là mình đẩy sai hướng. Từ cái bên kia nó đổ hướng nào. À, đổ về hướng này hả? À hả? Được rồi. Mà chết với ông. Này thì rồi còn cái cuối nữa thôi. Xin được phước không? Này không được, nên đẩy về hướng ngược lại. Không được. As you gain your freedom, will you deny me mine? We are so close, closer than I've been for centuries. Cái cột này không đẩy được. Cái cột này không có đẩy được. U đẩy được rồi. Ok. Mình đã giết được Alexander và rồi làm sao để thoát khỏi chỗ này? Ôi trời đất ơi. Ok, vậy là cuối cùng thì chúng ta cũng đã hoàn thành được cái game Amnesia The Dark Descent. Rất cảm ơn các bạn đã xem video mình trong thời gian qua. Nhưng mà dù sao thì như mình đã nói, bây giờ mình sẽ lên mạng và kiếm cái cốt truyện của cái game này, cũng giống như là giải đáp những cái thắc mắc, giống như là tại sao cái thằng Creeper đó nó nói sẽ giúp mình lúc mà mình đối đầu với Alexander, nhưng mà khi mà mình gặp thì cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Dù sao thì mình sẽ lên mạng và trở lại ngay sau đây. Ok, theo mình tạm hiểu thì cái cốt truyện tóm tắt lại là như thế này. Nhân vật chính đó là Tenio, là một nhà khảo cổ hay gì đó, và trong một chuyến khám phá kia ông kiếm được một cái gọi là cái orb. Lúc mà ông kiếm được cái đó thì có một chuyện gì đó xảy ra và ông bị bất tỉnh. Và sau khi ông tỉnh dậy, cái orb đó đã bị bể ra thành nhiều mảnh. Và khi mà ông quay về nhà để nghiên cứu cái cách ghép lại trái orb đó, thì ông nhận thấy là có một cái bóng nào đó đi theo mình và những người ông tiếp xúc đều chết. Cho đến một lúc nào đó thì ông nhận được một cái thư viết bởi một người tên là Alexander, nói rằng sẽ giúp ông thoát khỏi cái bóng đang đi theo. Khi mà ông Daniel này đi đến cái lâu đài của Alexander thì lúc đó Alexander yêu cầu ông làm một số việc để thực hiện cái nghi lễ để tống khứ mấy cái bóng đó. Thì những cái việc này chủ yếu là bắt nhiều người,
dọa cho người ta sợ, sau đó giết để lấy máu của người ta. Và trong cái máu lúc mà người ta bị giết khi là đang sợ thì sẽ có cái gì đó đặc biệt để cần thiết cho cái nghi lễ. Thì Daniel tưởng là ông Alexander này đang giúp mình thật, nhưng mà thật ra cái nghi lễ này là để giúp cho Alexander. Thì Alexander là một người đến từ cái thế giới khác và ông ta cần cái năng lượng của trái ọp để trở về cái thế giới cũ của mình. Và những cái nghi lễ mà Alexander đang yêu cầu Daniel làm là để chuẩn bị cho cái việc trở về cái thế giới của ông ta. Và đến khi mà Daniel khám phá ra việc này thì thằng cha cảm thấy ghê tởm, bởi vì trước giờ giết người quá nhiều rồi, cho nên là ông quyết định uống cái thuốc nào đó để làm mất trí, cho nên mới có cái tên là Amnesia. Và lúc đó thì cái game nó mới bắt đầu. Và còn ở Creeper là một cái người cũng tương tự như Daniel trước giờ là bị Alexander lợi dụng. Và sau đó bằng một cách nào đó Alexander đã bỏ cái linh hồn của Creeper vào trong cái xác mà chúng ta thấy ở cái căn hầm dưới. Dù sao thì cái việc mà Creeper không giúp mình khi mà chúng ta đối đầu với Alexander có thể hiểu đó là một trong bốn cái kết thúc mà cái game này cho ra. Thì cái kết thúc mà mình làm đó là đẩy hết ba cái cột để phá cái cửa không cho Alexander về thế giới của mình, và từ đó thì ổng chết luôn. Thì đó là cái mà mình chọn. Và sau khi mà giết được Alexander rồi thì chúng ta đã trở về cái thế giới của mình. Và lúc đó thì cái năng lượng của trái ọp đã không bị lợi dụng nữa, và từ đó là những cái bóng cũng không theo mình. Dù sao thì đó là tất cả những gì mà mình có thể biết được từ cái Amnesia The Dark Descent này. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã xem video của mình trong thời gian qua, và hy vọng là mình sẽ còn cơ hội để làm một cái series game kinh dị mới trong tương lai. Nhưng mà dù sao thì đây cũng sẽ là kết thúc cho video cũng như là series này của mình. Rất cảm ơn các bạn đã xem, like và subscribe nếu các bạn thấy video này thú vị. Nếu các bạn có kiến gì cứ để phần comment dưới, mình sẽ hết ngày đó thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục những video tiếp theo mà đây. Yolo, xin chào.